Lành thay Phật tử, xin nói Pháp Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện, thân tướng tiếng nói tâm ý, cảnh giới, hạnh tu thành đạo chuyển Pháp Luân cho đến thể hiện vào Bát Niết Bàn, thấy nghe gần gũi sinh ra cần lành, các việc như vậy xin Ngài hãy nói. Lành thay Phật tử, xin Ngài hãy vì chúng tôi đại chúng nói Pháp sau khi Như Lai ứng chánh đẳng giác, một, Pháp tướng Như Lai xuất hiện, hai, thân tướng Như Lai xuất hiện, ba, tướng tiếng nói của Như Lai xuất hiện, 4. Tứ tâm ý Như Lai xuất hiện, 5. Cảnh giới Như Lai xuất hiện, 6. Hạnh tu Như Lai xuất hiện, 7. Như Lai xuất hiện thành đạo, 8. Như Lai xuất hiện chuyển Pháp Luân, 9. Như Lai xuất hiện vào Bát Niết Bàn, 10. Thấy được thân Như Lai, nghe được tiếng của Như Lai, gần gũi Như Lai, cúng dường Như Lai, sinh ra căn lành. 10 thứ tướng việc như vậy, xin Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, hãy vì đại chúng nói rõ ràng. Bấy giờ Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, muốn thở rõ lại nghĩa này, bèn hướng về Bồ Tát Phổ Hiền mà nói kệ rằng, lúc đó Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát muốn thở rõ lại nghĩa này, bèn hướng về Bồ Tát Phổ Hiền mà nói 10 bài kệ dưới đây. Lành thay đại trí huệ vô ngại, khéo ngộ vô biên cảnh bình đẳng, xin nói vô lượng hạnh Phật tu, Phật tử nghe rồi đều vui mừng. Lành thay, Ngài là vị đại Bồ Tát, đại trí huệ vô ngại, khéo giác ngộ vô biên cảnh giới bình đẳng. Xin Ngài hãy nói vô lượng hạnh của chư Phật tu hành, Phật tử trong chúng hội lắng nghe rồi thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bồ Tát tùy thuận vào thế nào, chư Phật Như Lai hiện ra đời, cảnh giới thân miệng ý thế nào, với chỗ tu hành đều xin nói. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo như thế nào, làm thế nào có thể tùy thuận nhập vào Phật Pháp, nhân duyên mười phương chư Phật Như Lai hiện ra đời như thế nào, cảnh giới thân miệng ý của Như Lai như thế nào, cùng với hạnh của Như Lai tu hành, xin Ngài hãy vì chúng tôi nói rõ. Chư Phật thành chánh giác thế nào? Như Lai truyền Pháp Luân thế nào? Thiện thệ và Niết Bàn thế nào? Đại chúng nghe rồi tâm hoan hỷ. Mười phương chư Phật thành chánh giác như thế nào? Như Lai truyền bánh xe Pháp như thế nào? Như Lai vào Niết Bàn như thế nào? Đại chúng nghe rồi nhất định sẽ sinh tâm hoan hỷ. Nếu ai thấy Phật Đại Pháp Vương gần gũi tăng trưởng các căn lành, xin nói các tạng công đức đó, chúng sinh thấy rồi đắc được gì? Nếu chúng sinh thấy Phật, Đại Pháp Vương hay gần gũi Phật hay cúng dường Phật, thì sẽ tăng trưởng tất cả căn lành. Xin hãy nói tất cả tạng công đức của Phật đã làm, chúng sinh thấy rồi sẽ đắc được trí huệ gì? Nếu ai nghe được danh Như Lai, hoặc đời hiện tại hoặc vị Lai, đối Phật phước tạng sinh tinh sâu, có lợi ích gì xin hãy nói? Nếu chúng sinh nghe được danh hiệu của Như Lai, hoặc đời hiện tại hoặc đời vị lai, đối với phước huệ hai tạng của Phật sinh tâm tin sâu, chúng sinh thấy được thân Phật, nghe được tiếng của Phật, rốt ráo có lợi ích gì, xin Ngài hãy vì đại chúng diễn nói. Các Bồ Tát đó đều chắp tay, chiêm ngưỡng Như Lai, Ngài và tôi, cảnh giới biển cả đại công đức, bậc tịnh chúng sinh xin hãy nói. Tất cả Bồ Tát ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm đều đã chắp tay lại, chiêm ngưỡng Như Lai, chiêm ngưỡng Ngài, chiêm ngưỡng tôi, Bồ Tát Diệu Đức. Cảnh giới biển đại công đức khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh, xin Ngài hãy vì đại chúng diễn nói. Xin dùng nhân duyên và ví dụ diễn nói nghĩa diệu pháp tương ưng, chúng sinh nghe rồi phát tâm lớn, nghi sạch trí tịnh như hư không. Xin Ngài hãy dùng đủ thứ nhân duyên và đủ thứ ví dụ để diễn nói nghĩa lý diệu pháp Như Lai xuất hiện ra đời và đạo lý tương ưng khiến cho chúng sinh nghe rồi phát tâm đại bồ đề, nghi hoặc của họ diệt trừ sạch, trí huệ thanh tịnh như hư không. Như khắp trong tất cả cõi nước, chư Phật thị hiện thân trang nghiêm, xin dùng diệu âm và nhân dụ cũng như chỉ bày Phật Bồ Đề. Như khắp cùng trong tất cả cõi nước, chư Phật thị hiện thân tướng tốt trang nghiêm, xin Ngài hãy dùng âm thanh vi diệu và pháp nhân duyên ví dụ cũng như chỉ bày giác đạo của Phật và nhân duyên thành Phật. Mười phương ngàn vạn cõi chư Phật ước na do tha vô lượng kiếp, như nay chúng Bồ Tát tụ tập, tất cả như vậy đều khó gặp. Mười phương ngàn vạn cõi nước chư Phật trải qua ước na do tha vô lượng kiếp, hiện tại Bồ Tát từ mười phương thế giới đến tụ tập, đối với pháp Như Lai xuất hiện chưa từng gặp qua. Các Bồ Tát này đều cung kính, nghĩa lý vi diệu sinh khát ngưỡng, xin dùng tịnh tâm để diễn nói pháp rộng lớn Như Lai xuất hiện. Các Bồ Tát này đều cung kính đợi Ngài diễn nói diệu pháp Như Lai xuất hiện ra đời, đối với nghĩa lý vi diệu thâm sâu vô thượng sinh tâm khát ngưỡng, xin Ngài hãy dùng tâm thành tịnh để khai thị diễn nói pháp rộng lớn Như Lai xuất hiện.
Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức và các đại chúng Bồ Tát rằng: Phật tử, chỗ này không thể nghĩ bàn, Như Lai ứng chánh đẳng giác nhờ vô lượng pháp mà được xuất hiện. Tại sao? Vì Như Lai xuất hiện chẳng phải nhờ một duyên, chẳng phải nhờ một việc mà thành tựu được, nhờ mười vô lượng trăm ngàn ác tăng kỳ việc mà thành tựu được. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức và các đại chúng Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm rằng: Các vị Phật tử, nơi này không thể nghĩ bàn, Như Lai ứng chánh đẳng giác nhờ vô lượng pháp mà được xuất hiện ra đời. Tại sao? Vì Như Lai xuất hiện ra đời chẳng phải nhờ một nhân duyên, chẳng phải nhờ một thứ việc, mà là rất nhiều sự việc, cho nên Như Lai mới xuất hiện ra đời để thành Phật, nhờ mười phương vô lượng trăm ngàn ác tăng kỷ việc mà thành tựu được. Những gì là mười? Đó là vì quá khứ vô lượng nhiếp thọ tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng thanh định ý chí ưa thích thủ thắng mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng cứu hộ tất cả chúng sinh đại từ đại bi mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng hạnh nguyện liên tục mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sinh mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí mà thành tựu, vì quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa mà thành tựu. Phật tử vô lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy mà thành tựu Như Lai. Những gì là mười vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ việc? Đó là: một, vì quá khứ vô lượng nhiếp thọ tất cả chúng sinh khiến cho họ phát tâm Bồ Đề mà thành tựu. Hai, vì quá khứ vô lượng thanh tịnh ý chí ưa thích thù thắng mà thành tựu. Ba, vì quá khứ vô lượng cứu hộ tất cả chúng sinh đại từ đại bi mà thành tựu. Bốn, vì quá khứ vô lượng hạnh nguyện liên tục không gián đoạn mà thành tựu. Năm, vì quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ mà thành tựu. Sáu, vì quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật và giáo hóa chúng sinh mà thành tựu. Bảy, vì quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện để tu thanh tịnh đạo mà thành tựu. 8. Vì quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng mà thành tựu. 9. Vì quá khứ vô lượng trí huệ trang nghiêm đạo mà thành tựu. 10. Vì quá khứ vô lượng thông đạt nghĩa lý của pháp mà thành tựu. Các vị Phật tử, vô lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy, tu hành viên mãn mới thành tựu Như Lai. Phật tử, ví như 3.000 đại thiên thế giới chẳng phải nhờ một nhân duyên, chẳng phải nhờ một sự việc mà thành tựu được, nhờ vô lượng duyên, vô lượng việc mới thành tựu được. Đó là: nổi mây bùa khắp, mưa lớn xuống, bốn thứ phong luân liên tục chi trì. Bốn phong luân đó là gì? Một tên là năng trì, vì hay giữ gìn nước lớn. Hai tên là năng tiêu, hay tiêu nước lớn. Ba tên là kiến lập, vì kiến lập tất cả các xứ sở. Bốn tên là trang nghiêm, vì trang nghiêm phân bố đều khéo léo. Cao vị Phật tử, ví như 3.000 đại thiên thế giới, chẳng phải nhờ một nhân duyên, cũng chẳng phải nhờ một việc mà thành tựu được 3.000 đại thiên thế giới, mà là nhờ vô lượng nhân duyên, vô lượng sự việc mới thành tựu được 3.000 đại thiên thế giới. Đó là: nổi mây bùa khắp, mưa lớn xuống, phải có bốn thứ phong luân liên tục chi trì. Bốn phong luân đó là gì? Một thứ phong luân tên là năng trì, vì hay giữ gìn nước lớn. Phong luân thứ hai tên là năng tiêu, vì hay tiêu nước lớn. Phong luân thứ ba tên là kiến lập, vì hay kiến lập tất cả các xứ sở. Phong luân thứ tư tên là trang nghiêm, vì hay trang nghiêm phân bố đều khéo léo. Phong luân tức là chúng ta thường gọi là địa tâm hấp dẫn lực, sức hút địa tâm. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đất địa, cho rằng sức hút từ địa tâm sinh ra, kỳ thật là từ phong luân hóa ra. Như vậy đều do cộng nghiệp chúng sinh và căn lành của các Bồ Tát sinh ra, khiến cho tất cả chúng sinh ở trong 3.000 đại thiên thế giới đều tùy nghi mà được thọ dụng. Đủ thứ nhân duyên và sự tướng đã nói ở trên đều do cộng nghiệp của tất cả chúng sinh và căn lành của tất cả Bồ Tát tu hành sinh ra, khiến cho tất cả chúng sinh ở trong 3.000 đại thiên thế giới đều đắc được lợi ích đáng đắc được. Giống như mưa nước xuống, cây lớn thì hút lượng nước nhiều, cỏ nhỏ thì hút lượng nước ít. Phật pháp cũng như vậy, đều tùy nghi của mình mà được thọ dụng. Phật tử, vô lượng nhân duyên như vậy mới thành tựu 3.000 đại thiên thế giới. Pháp tánh như vậy chẳng có ai sinh ra, chẳng có ai làm ra, chẳng có ai biết được, chẳng có ai thành. 3.000 đại thiên thế giới tự nhiên được thành tựu. Các vị Phật tử, vô lượng nhân duyên như vậy mới thành tựu 3.000 đại thiên thế giới. Bản tánh của pháp phải như vậy, chẳng có ai sinh ra 3.000 đại thiên thế giới,
hoặc chủ nhân, cũng chẳng có ai làm ra 3.000 đại thiên thế giới, cũng chẳng có ai biết được 3.000 đại thiên thế giới là như thế nào, cũng chẳng có ai có thể thành 3.000 đại thiên thế giới. Song 3.000 đại thiên thế giới, nó tự nhiên được thành tựu, chẳng phải miễn cưỡng mà thành tựu. Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như thế, chẳng phải nhờ một nhân duyên, chẳng phải nhờ một sự việc mà được thành tựu. Nhờ vô lượng nhân duyên, vô lượng sự tướng mới được thành tựu. Đó là quá khứ đã từng ở chỗ chư Phật, lắng nghe thọ trì mây mưa pháp tướng. Nhờ đó mà hay khởi bốn thứ đại trí phong luân của Như Lai. Những gì là bốn? Một là đại trí phong luân nhớ giữ không quên Đà La Ni, vì hay giữ tất cả mây mưa pháp lớn của tất cả Như Lai. Hai là đại trí phong luân sinh ra chỉ quán, vì hay tiêu sạch tất cả phiền não. Ba là đại trí phong luân khéo léo hồi hướng, vì hay thành tựu tất cả căn lành. Bốn là đại trí phong luân sinh ra lìa cấu trang nghiêm khác biệt, vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh đã giáo hóa trong quá khứ, thành tựu sức căn lành vô lậu của Như Lai. Như Lai thành đẳng chánh giác như vậy, phát tánh như vậy, không sinh không làm mà được thành tựu. Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ nhất của Như Lai ứng chánh đẳng giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Như Lai xuất hiện ra đời cũng là như thế, chẳng phải nhờ một nhân duyên, cũng chẳng phải nhờ một sự việc mà được thành tựu, mà là nhờ vô lượng nhân duyên và vô lượng sự tướng mới được thành tựu. Đó là quá khứ đã từng ở chỗ chư Phật lắng nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe pháp Hoa Nghiêm, nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, thọ trì kinh Hoa Nghiêm, cho nên đắc được sự thấm nhuần mây mưa pháp lớn. Nhờ đó mà mới sinh ra được bốn thứ đại trí phong luân của Như Lai. Những gì là bốn thứ đại trí phong luân? Một là đại trí phong luân nhớ thọ trì không quên Đà La Ni, tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, vì hay thọ trì tất cả mây mưa pháp lớn của tất cả Như Lai nói. Hai là đại trí phong luân sinh ra trì quán, trì là ngừng tất cả vọng, quán là quán tất cả chân, vì hay tiêu sạch tất cả phiền não của chúng sinh, hay cạn sạch sông nước ái dục của chúng sinh. Ba là đại trí phong luân khéo léo hồi hướng, phương tiện khéo léo hồi tiểu hướng đại, vì hay thành tựu tất cả căn lành của chúng sinh. Bốn là đại trí phong luân sinh ra lìa cấu trang nghiêm khác biệt, lìa khỏi tất cả trần cấu phân biệt trang nghiêm trí luân, vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh đã giáo hóa trong quá khứ, thành tựu sức căn lành vô lậu của Như Lai. Vô lậu là gì? Nói đơn giản là chẳng còn dục niệm. Nếu còn một phần dục niệm thì là hữu lậu. Chân chánh vô lậu thì đoạn trừ được phiền não, trừ khử được dục niệm. Làm thế nào để được vô lậu thì phải nhiếp thọ thân tâm, đừng khởi vọng tưởng dục niệm. Phương pháp tốt nhất là ngồi thiền tập định hoặc tu trì quán. Trọng cử đến thì tu pháp môn trì, dừng lại tất cả ác. Hồn trầm đến thì tu pháp môn quán, quán tất cả thiện. Tu pháp như vậy thì mới có thể khiến cho thân tâm phát triển bình thường. Đó là trung đạo. Do đó thân tại trần mà tâm xuất trần, trong giếng trồng hoa không nhiễm trần. Phải có cảnh giới như vậy mới có sự thành tựu. Như Lai thành đẳng chánh giác là như vậy, phát tánh là như vậy, cũng chẳng có ai sinh ra, cũng chẳng có ai làm ra, mà là tự nhiên được thành tựu, chẳng phải thượng đế tạo ra 3.000 đại thiên thế giới. Các vị Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ nhất của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các vị Đại Bồ Tát, các ngài nên biết rõ ràng Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào. Lại nữa Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới sắp thành thì nổi mây lớn mưa xuống, tên là Hồng Trú, tất cả phương hướng xứ sở không thể thọ được, không thể giữ được, chỉ trừ khi cõi đại thiên sắp thành. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế, nổi mây pháp lớn mưa xuống pháp lớn, tên là thành tựu Như Lai xuất hiện, tất cả nhị thừa, tâm trí nhỏ hẹp hạ liệt, không thể thọ được, không thể giữ được, chỉ trừ các đại Bồ Tát sức tâm liên tục. Phật tử, đó là tướng thứ hai xuất hiện của Như Lai ứng chánh đẳng giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới sắp thành, thì trong hư không nổi mây lớn, mưa xuống như chút nước tên là Hồng Trú. Tất cả phương hướng xứ sở đều không thể thọ được, không thể giữ được, chỉ trừ khi 3.000 đại thiên thế giới sắp thành. Các vị Phật tử, khi Như Lai sắp thành chánh đẳng giác cũng là như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn tên là thành tựu Như Lai xuất hiện. Tất cả người nhị thừa tâm trí của họ nhỏ hẹp hạ liệt, chẳng phải trí nguyện lớn, nên họ không thể tiếp thọ được, không thể tu trì được pháp lớn này, chỉ trừ tất cả đại Bồ Tát nhờ tu lục độ vạn hạnh căn lành sâu dày, có sức tâm liên tục không gián đoạn để tu hành pháp lớn này. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ hai xuất hiện ra đời của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các vị đại Bồ Tát, các ngài nên biết Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào. Lại nữa Phật tử, ví như chúng sinh
Do nghiệp lực, mây lớn mưa xuống chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Vì nhờ sức can lành của các Bồ Tát, nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn, chẳng từ đâu đến cũng không đi về đâu. Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ ba của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa các vị Phật tử, ví như tất cả chúng sinh do nghiệp lực, nổi mây lớn, mưa xuống, mây đó chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Cũng chẳng biết đi về đâu, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Vì nhờ sức căn lành của các Bồ Tát, nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn, cũng chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng biết đi về đâu. Các vị Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ ba của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị Đại Bồ Tát, các ngài nên biết như vậy, Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào. Lại nữa, Phật tử, ví như mây lớn đổ mưa lớn xuống, tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới không biết được số giọt nước mưa. Nếu muốn tính toán sẽ khiến cho họ phát cuồng. Chỉ có Ma Hê Thủ La chủ đại thiên thế giới, vì nhờ sức căn lành đã tu trong quá khứ cho đến một giọt thầy đều biết rõ. Phật tử, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa pháp lớn, tất cả chúng sinh thanh văn duyên giác không thể biết được. Nếu muốn suy lường, tâm sẽ cuồng loạn. Chỉ có Đại Bồ Tát chủ tất cả thế gian, vì nhờ sức tu giác trí huệ trong quá khứ cho đến một câu văn nhập vào tâm chúng sinh thầy đều thấu rõ. Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ tư của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như mây lớn đổ mưa lớn xuống, tất cả chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới không biết được số giọt nước mưa. Nếu như có người muốn tính toán biết rốt ráo có bao nhiêu giọt nước mưa thì sẽ khiến cho họ phát cuồng. Chỉ có Ma Hề Thủ là chủ của 3.000 đại thiên thế giới, vì nhờ sức căn lành đã tu trong quá khứ mới tính biết được số lượng từng giọt nước mưa. Các vị Phật tử, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa pháp lớn, tất cả chúng sinh thanh văn và duyên giác không thể biết được. Họ muốn biết Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh ra sao. Nếu họ suy lường về những vấn đề này, tâm của họ cũng sẽ cuồng loạn. Chỉ có Đại Bồ Tát chủ của tất cả thế gian, vì nhờ sức tu giác quán trí huệ trong quá khứ, do đó cho đến một câu văn của Phật nói nhập vào tâm chúng sinh như thế nào, khiến cho chúng sinh minh bạch Phật pháp, Đại Bồ Tát thầy đều thấu rõ. Các vị Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ tư của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị Đại Bồ Tát, các ngài nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như khi mây lớn mưa xuống, có mây lớn mưa tên là năng diệt hay tiêu diệt nạn lửa, có mây lớn mưa tên là năng khỏi hay khỏi nước lớn, có mây lớn mưa tên là năng trì hay dừng lại nước lớn, có mây lớn mưa tên là năng thành hay thành tất cả ma ni các thứ báu, có mây lớn mưa tên là phân biệt 3.000 đại thiên thế giới. Phật tử, Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như thế, nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn, có mưa pháp lớn tên là năng diệt hay diệt phiền não của tất cả chúng sinh, có mưa pháp lớn tên là năng khởi hay khởi căn lành của tất cả chúng sinh, có mưa pháp lớn tên là năng trì hay dừng lại kiến hoặc của tất cả chúng sinh, có mưa pháp lớn tên là năng thành hay thành nhất thiết trí huệ pháp bảo, có mưa pháp lớn tên là phân biệt tâm vui thích của tất cả chúng sinh. Phật tử, đó là tướng thứ năm xuất hiện ra đời của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi mây lớn mưa xuống, có mây lớn mưa tên là năng diệt hay tiêu diệt tất cả nạn lửa lớn của thế gian, có mây lớn mưa tên là năng khởi hay khởi tất cả nước lớn của thế gian, có mây lớn mưa tên là năng trì hay dừng lại tất cả nạn nước lớn của thế gian khiến cho nó không tăng thêm, có mây lớn mưa tên là năng thành hay thành tựu tất cả ma ni các báu, có mây lớn mưa tên là phân biệt hay phân biệt cảnh giới của 3.000 đại thiên thế giới. Các vị Phật tử, Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như thế, nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn, có mưa pháp lớn tên là năng diệt hay tiêu diệt phiền não của tất cả chúng sinh. Muốn diệt trừ phiền não thì trước hết phải minh bạch Phật pháp, do đó có câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, diệt trừ hết phiền não thì tâm sẽ được thanh tịnh. Lại có mưa pháp lớn tên là năng khởi hay khởi căn lành của tất cả chúng sinh. Người chẳng có căn lành thì khiến cho họ sinh ra căn lành, người đã có căn lành thì khiến cho tăng trưởng căn lành, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho căn lành thành thục, người căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Lại có mưa pháp lớn tên là năng trì hay dừng lại kiến hoặc và tư hoặc của tất cả chúng sinh. Kiến hoặc là gì?
tức là đối cảnh khởi tham ái, giống như mắt nhìn thấy sắc đẹp thì bị dính vào sắc đẹp. Ví dụ như tại sao người nam thích nhìn người nữ, tại sao người nữ thích nhìn người nam, đó là bị dính vào sắc đẹp. Còn mắt nhìn thấy sắc đẹp, lập tức nói với tâm còn nhanh hơn là điện, nói rằng, ồ đẹp quá. Đó là sinh ra hoặc, khởi hoặc thì sinh ra tham, có tham thì có ái. Đối với cảnh giới, liền sinh ra tâm tham ái, tâm dục niệm, đó tức là kiến hoặc. Tư hoặc là gì? Tức là mê lý khởi phân biệt. Dù cảnh giới đã qua rồi, tình ái vẫn lăng xăng, tư tưởng trong tâm vẫn chưa dứt. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, đối với lý luận chẳng rõ ràng. Tại sao chẳng rõ ràng? Vì dùng vô minh làm chủ, nó chỉ huy bạn chạy về hướng đông cũng chẳng hợp lý, chỉ huy bạn chạy về hướng tây cũng chẳng hợp lý. Vì mê lý luận này, bèn sinh ra một thứ tâm phân biệt, đó tức là tư hoặc. Lại có một pháp lớn tên là năng thành, hay thành tựu nhất thiết trí huệ pháp bảo của tất cả chúng sinh. Lại có một pháp lớn tên là phân biệt, hay phân biệt sự vui thích trong tâm của tất cả chúng sinh là gì? Các vị Phật tử, đó là tướng thứ năm xuất hiện ra đời của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các vị Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như mây lớn mưa xuống nước một vị, tùy theo sự mưa xuống có vô lượng sự khác nhau, Như Lai xuất hiện cũng là như thế. Mưa nước Pháp đại bi một vị, tùy nghi nói Pháp có vô lượng sự khác nhau. Phật tử, đó là tướng thứ sáu xuất hiện của Như Lai ứng chánh đẳng giác Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa các vị Phật tử, ví như vầng mây lớn mưa xuống nước một vị, tùy theo sự mưa xuống có vô lượng sự khác nhau, Như Lai xuất hiện cũng là như thế. Mưa nước Pháp đại bi một vị, tùy theo tầm nguyện của chúng sinh, dễ nói tất cả Pháp có vô lượng sự khác nhau. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ sáu xuất hiện ra đời của Như Lai ứng chánh đẳng giác Đại Bồ Tát, các ngài nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như lúc đầu 3.000 đại thiên thế giới thành tựu, thì trước hết tạo thành các cung điện cõi trời sắc giới, lần lượt tạo thành các cung điện cõi trời dục giới, sau đó tạo thành người và các chỗ ở của các chúng sinh khác. Phật tử, Như Lai xuất hiện cũng là như thế. Trước hết khởi các hạnh trí huệ của Bồ Tát, lần lượt khởi các hạnh trí huệ của Duyên Giác, lần lượt khởi các hạnh trí huệ căn lành của Thanh Văn, lần lượt khởi các hạnh trí huệ căn lành hữu vi của các chúng sinh khác. Lại nữa các vị Phật tử, ý như lúc ban đầu 3.000 đại thiên thế giới thành tựu, thì trước hết tạo thành các cung điện cõi trời sắc giới, sau đó tạo thành các cung điện cõi trời dục giới, tiếp theo tạo thành người nhân gian và cung điện của vua và các chỗ ở của các chúng sinh khác. Các vị Phật tử, Như Lai xuất hiện cũng là như thế. Trước hết khởi các hạnh trí huệ của Bồ Tát, lần lượt khởi các hạnh trí huệ của Duyên Giác, sau đó khởi các hạnh trí huệ căn lành của Thanh Văn, tiếp theo khởi các hạnh trí huệ căn lành hữu vi của các chúng sinh khác. Phật tử, ví như vầng mây lớn mưa xuống nước một vị, tùy theo căn lành của các chúng sinh khác nhau nên khởi đủ thứ cung điện khác nhau. Như Lai mười nước Pháp đại bi một vị, tùy theo khí của chúng sinh mà có sự khác nhau. Phật tử, đó là tướng thứ bảy xuất hiện của Như Lai ứng chánh đẳng giác Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, ví như tầng mây lớn mưa xuống nước một vị, tùy theo căn lành của tất cả chúng sinh khác nhau nên khởi đủ thứ cung điện khác nhau. Như Lai mười nước Pháp đại bi một vị, tùy theo khí huyết của chúng sinh khác nhau mà có sự khác biệt. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ bảy xuất hiện của Như Lai ứng chánh đẳng giác Đại Bồ Tát, các ngài nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như khi thế giới ban đầu sắp thành thì có nước lớn sinh, đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới sinh ra hoa sen lớn tên là Như Lai xuất hiện công đức bảo trang nghiêm, phủ khắp trên nước ánh sáng trước 10 phương tất cả thế giới. Khi Hà Hề Thủ La trời tịnh cư thấy hoa sen đó rồi, liền biết chắc chắn rằng trong kiếp này sẽ có Phật xuất hiện ra đời. Lại nữa các vị Phật tử, ví như khi thế giới ban đầu sắp thành thì có nước lớn sinh ra đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho đến tận hư không khắp pháp giới đều có nước lớn. Trong nước lớn đó sinh ra hoa sen lớn tên là Như Lai xuất hiện công đức bảo trang nghiêm, phủ đầy khắp trên nước. Hoa sen đó phóng ra ánh sáng chiếu 10 phương tất cả thế giới. Lúc đó Hà Hề Thủ La Thiên Vương và Thiên Vương trời tịnh cư thấy đóa hoa sen đó rồi, nên biết chắc chắn rằng trong kiếp này sẽ có nhiều vị Phật xuất hiện ra đời. Phật tử, lúc đó trong đóa hoa sen có phong đơn khởi lên tên là Thiện Tịnh Quang Minh, hay thành tựu các cung điện cõi trời sắc giới. Có phong luân khởi lên tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, hay thành tựu các cung điện cõi trời dục giới. Có phong luân khởi lên tên là Kiên Mật Vô Năng Họa, hay thành tựu các núi Luân Vi lớn nhỏ và núi Kim Cang. Có phong luân khởi lên
tên là Thắng Cao hay Thành Tựu Núi Chúa Tu Di. Có phong luân khởi lên tên là Bất Động hay Thành Tựu 10 Núi Chúa Lớn. Những gì là 10? Đó là núi Cư Đà La, núi Tiên Nhân, núi Phục Ma, núi Đại Phục Ma, núi Chỉ Song, núi Ni Dân Đà La, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi Tuyết. Các vị Phật tử lúc đó trong đóa hoa sen báo lớn có phong luân sinh khởi tên là Thiện Tịnh Quang Minh hay Thành Tựu các cung điện cõi trời sắc giới. Lại có phong luân sinh khởi tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay Thành Tựu các cung điện cõi trời dục giới. Lại có phong luân sinh khởi tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay Thành Tựu các núi Đại Luân Vi, núi Tiểu Luân Vi và núi Kim Cang. Lại có phong luân sinh khởi tên là Thắng Cao hay Thành Tựu núi Chúa Tu Di. Lại có phong luân khởi lên tên là Bất Động hay Thành Tựu 10 núi Chúa Lớn. Những gì là 10 núi Chúa? Đó là núi Chúa Khư Đà La, núi Chúa Tiên Nhân, núi Chúa Phục Ma, núi Chúa Đại Phục Ma, núi Chúa Chỉ Song, núi Chúa Ni Dần Đà La, núi Chúa Mục Chân Lân Đà, núi Chúa Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Chúa Hương, núi Chúa Tuyết. Có phong luân khởi lên tên là An Trụ hay Thành Đại Địa. Có phong luân khởi lên tên là Trang Nghiêm hay Thành Tựu Cung Điện Nhân Gian, Cung Điện Trời, Cung Điện Rồng, Cung Điện Cả Thát Bà. Có phong luân khởi lên tên là Vô Tận Tạng hay Thành Tựu Tất Cả Biển Cả của 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Có phong luân khởi lên tên là Phổ Quang Minh Tạng hay Thành Tựu Báo Mani của 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Có phong luân khởi lên tên là Kiên Cố Căn hay Thành Tựu Tất Cả Cây Như Ý. Phải từ vầng mây lớn mưa xuống nước một vị không có sự phân biệt vì căn lành của chúng sinh khác nhau nên phong luân cũng khác nhau. Vì phong luân khác nhau nên thế giới khác nhau. Trong hoa sen báo lớn lại có phong luân khởi lên tên là An Trụ hay Thành Đại Địa, Địa Cầu. Lại có phong luân khởi lên tên là Trang Nghiêm hay Thành Tựu Cung Điện Nhân Gian, Cung Điện Trên Trời, Cung Điện Rồng Trong Biển, Cung Điện Càn Thát Bà. Lại có phong luân khởi lên tên là Vô Tận Tạng hay Thành Tựu Tất Cả Biển Cả của 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Lại có phong luân khởi lên tên là Phổ Quang Minh Tạng hay Thành Tựu Tất Cả Báo Mani của 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Lại có phong luân khởi lên tên là Kiên Cố Căn hay Thành Tựu Tất Cả Cây Như Ý. Các vị Phật tử vầng mây lớn mưa xuống nước chỉ có một vị, không có sự phân biệt vì căn lành của chúng sinh khác nhau. Có người đã phát Bồ Đề Tâm, có người chưa phát Bồ Đề Tâm, có người Bồ Đề Tâm đã tăng trưởng, có người Bồ Đề Tâm chưa tăng trưởng, có người Bồ Đề Tâm đã thành thục, có người Bồ Đề Tâm chưa thành thục, có người đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, có người chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sở dĩ chúng sinh mỗi người có căn lành khác nhau nên mỗi người nhân duyên khác nhau, làm sao chứng minh sự khác nhau? Chỉ cần nhìn mặt mỗi người thì đủ biết sự khác nhau. Con cái cùng một cha mẹ sinh ra mà có đứa thông minh, đứa ngu si, có đứa đẹp, có đứa xấu. Quả trên cùng một cây mà có chua, có ngọt, có lớn, có nhỏ, vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, cho nên nước từ một vị đều đắc được lợi ích khác nhau. Do đó phong luân cũng khác nhau, vì phong luân khác nhau nên thế giới khác nhau. Phật tử Như Lai xuất hiện cũng là như thế, đầy đủ tất cả căn lành công đức phóng ra quang minh đại trí vô thượng, tức là tròn dứt giống Như Lai, trí huệ không nghĩ bàn, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, thọ ký tất cả Như Lai quán đảnh cho các Bồ Tát, sẽ thành chánh giác xuất hiện ra đời. Các vị Phật tử Như Lai xuất hiện ra đời cũng là như thế, đầy đủ tất cả căn lành công đức phóng ra quang minh đại trí vô thượng, tên là chẳng dứt giống Như Lai, tiếp tục hạt giống huệ mạng của Phật, có trí huệ không thể nghĩ bàn, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, thọ ký tất cả Như Lai quán đảnh cho các Bồ Tát, nói vị Bồ Tát nào đó ở kiếp nào đó trong thế giới nào đó sẽ thành Phật, Phật hiệu là gì, cõi nước tên gì, đến lúc nào đó sẽ xuất hiện ra đời. Phật tử Như Lai xuất hiện lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Thanh Tịnh Lê Cấu hay Thành Tựu Trí Vô Tận Vô Lậu của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Phổ Chiếu hay Thành Tựu Trí Vào Khắp Pháp Giới Không Nghĩ Bàn của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Giữ Giống Tánh Phật hay Thành Tựu Sức Không Khuynh Động của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Hồi Xuất Không Thể Hoại hay Thành Tựu Trí Không Sợ Hãi, Không Hại của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Tất Cả Thần Thông hay Thành Tựu Trí Nhất Thiết Trí Các Pháp Bất Cộng của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Sinh Biến Hóa hay Thành Tựu Trí Huệ Khiến Cho Người Thấy Nghe Gần Gũi Như Lai, Sinh Ra Căn Lành Không Mất Hoại. Các vị Phật tử Như Lai xuất hiện ra đời
lại có đại trí quang minh vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu, hay thành tựu trí huệ vô tận vô lậu của Như Lai. Còn người hữu lậu là vì còn vô minh, vô lậu vì không còn vô minh. Vô minh tức là chẳng hiểu biết, tức cũng là hồ đồ, chẳng rõ thị phi, chẳng rõ trắng đen. Lậu lớn nhất tức là dục lậu, nếu còn dục niệm thì giống như bọn cướp đi trộm cướp tài sản châu báu vì cướp mất đi, lại giống như trồng lõi cây bị mọt ăn chẳng còn dùng được nữa, lại giống như bỏ phân vào thức ăn ngon khiến cho mọi người phải ói 3 ngày. Có người nói ai ai cũng đều còn dục niệm mà, bởi vì nguyên nhân này cho nên mới phải tu hành, nếu không còn dục niệm thì trí huệ quang minh mới hiện ra, cho nên vô lậu là châu báu mà người tu hành mong cầu đạt được. Các vị phải đặc biệt chú ý, trong 6 thần thông tại sao có lậu tận thông, vì chẳng còn hữu lậu, tức cũng là hoàn toàn chẳng còn dục niệm. Do đó có câu đoạn dục khử ái, người tu hành đến lưu hòa thuần thanh thì đắc được tự tại. Nếu chẳng đoạn dục khử ái, thường bị vô minh chi phối thì khiến cho bạn làm việc điên đảo suốt ngày đến tối, chẳng được tự tại, chẳng thoải mái, đó là dục niệm đang tác quái. Các vị thiện tri thức ở tại đây phải đặc biệt dụng công trở về nguồn cội, khôi phục lại bộ mặt thật vốn có của mình, lúc đó sẽ đắc được trí huệ vô tận, từ nguồn gốc mà ra, dùng không cạn, lấy không hết. Các vị phải phát bồ đề tâm thì mới vượt qua cửa ải sinh tử được. Mình phải phản tỉnh, tự hỏi mình rằng tại sao phải tin Phật, tại sao phải xuất gia, tại sao xuất gia chẳng tu hành, tại sao xuất gia rồi vẫn còn khởi nhiều vọng tưởng như thế. Những vấn đề này không nên bỏ qua, phải nghĩ nó cho thông suốt thì sẽ thoát khỏi được 3 cõi, chấm dứt sinh tử, đắc được an vui niết bàn. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là phổ chiếu hay thành tựu trí huệ và khắp pháp giới của Như Lai không thể nghĩ bàn. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là giữ giống tánh Phật hay thành tựu sức không huỳnh động của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là hồi xuất không thể hoại hay thành tựu trí huệ không sợ hãi không hoại của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là tất cả thần thông hay thành tựu trí huệ nhất thiết trí và 18 pháp bất cộng của Như Lai. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là sinh biến hóa hay thành tựu trí huệ khiến cho người thấy nghe gần gũi Như Lai, sinh ra căn lành vĩnh viễn không bị hư hoại. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là phổ tùy thuận hay thành tựu thần Như Lai vô tận phước đức trí huệ vì tất cả chúng sinh mà làm lợi ích. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể rốt ráo hay thành tựu trí huệ vi diệu thâm sâu của Như Lai, tùy sự khai ngộ khiến cho hạt giống tam bảo vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là đủ thứ trang nghiêm hay thành tựu thân tướng tốt trang nghiêm của Như Lai khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể hoại hay thành tựu thọ mạng của Như Lai, thù thắng cõi hư không pháp giới không có cùng tận. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là phổ tùy thuận, tức là tùy thuận khắp chúng sinh, hay thành tựu thân Như Lai vô tận phước đức trí huệ vì tất cả chúng sinh mà làm lợi ích. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể rốt ráo hay thành tựu trí huệ vi diệu thâm sâu của Như Lai, tùy sự khai ngộ khiến cho hạt giống tam bảo vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là đủ thứ trang nghiêm hay thành tựu thân Như Lai tướng tốt trang nghiêm khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ. Lại có đại trí quang minh vô thượng tên là không thể hoại hay thành tựu thọ mạng của Như Lai, thù thắng cõi hư không pháp giới không khi nào cùng tận. Phật tử nước Đại Bi một vị của Như Lai không có sự phân biệt, vì sự ưa thích của các chúng sinh khác nhau, các tánh mỗi người khác nhau, mà khởi lên đủ thứ đại trí phong luân, khiến cho các Bồ Tát thành tựu Pháp Như Lai xuất hiện. Phật tử tất cả Như Lai đồng một thể tánh, trong đại trí luân sinh ra đủ thứ trí huệ quang minh. Phật tử các ông nên biết, một vị giải thoát của Như Lai sinh ra vô lượng đủ thứ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng sinh nghĩ rằng đó là nhờ thần lực của Như Lai tạo ra. Các vị Phật tử, nước Đại Bi một vị của Như Lai không có sự phân biệt. Vì sự ưa thích của các chúng sinh khác nhau, căn tánh mỗi người khác nhau mà khởi lên đủ thứ đại trí phong luân, khiến cho hết thảy Bồ Tát thành tựu Pháp Như Lai xuất hiện ra đời. Các vị Phật tử, tất cả chư Phật đồng một Pháp thân, thì trong đại trí luân sinh ra đủ thứ trí huệ quang minh. Phật tử, các ông nên biết, trong một vị giải thoát của Như Lai hay sinh ra vô lượng đủ thứ công đức không thể nghĩ bàn, tất cả chúng sinh đều nghĩ rằng đó là nhờ thần lực của Như Lai tạo ra.
Phật tử, đó chẳng phải là thần lực Như Lai tạo ra. Phật tử, cho đến một Bồ Tát không từng ở chỗ Đức Phật trồng căn lành mà đắc được chút phần trí huệ của Như Lai thì không có lý nào, đều do nhờ oai thần lực của chư Phật khiến cho các chúng sinh đầy đủ công đức của Phật, mà Phật Như Lai không có sự phân biệt, không thành không hoại, không có người làm cũng không có pháp làm. Phật tử, đó là tướng xuất hiện thứ 8 của Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, đó chẳng phải là thần lực Như Lai tạo ra. Phật tử, cho đến một Bồ Tát không từng ở trong đạo tràng của Phật trong căn lành mà đắc được chút phần trí huệ của Như Lai thì không có lý nào, nếu có thì không đúng, đó đều do nhờ đại oai thần lực của mười phương chư Phật gia trì khiến cho các chúng sinh đầy đủ công đức của Phật, mà Phật Như Lai không có sự phân biệt, không thành cũng không hoại, không có người tạo cũng không có pháp tạo tác. Các vị Phật tử, đó là tướng thứ 8 xuất hiện ra đời của Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại Bồ Tát nên biết Như Lai xuất hiện ra đời là như vậy. Lại nữa, Phật tử, như nương hư không mà khởi bốn phong luân hay giữ gìn thủy luân. Những gì là bốn? Một là an trụ, hai là thường trụ, ba là cứu kính, bốn là kiên cố. Bốn phong luân này hay nhiếp trì thủy luân hay nhiếp trì đại địa, khiến cho không tàn hoại. Cho nên nói, địa luân nương thủy luân nương phong luân nương hư không không chỗ nương. Tuy không chỗ nương mà hay khiến cho 3.000 đại thiên thế giới được an trụ. Lại nữa, các vị Phật tử, như nương hư không mà sinh khởi bốn thứ phong luân hay giữ gìn thủy luân. Những gì là bốn thứ phong luân? Một là an trụ, hai là thường trụ, ba là cứu kính, bốn là kiên cố. Bốn phong luân này hay nhiếp trì thủy luân hay nhiếp trì đại địa, địa cầu khiến cho đại địa không tan hoại. Bởi vậy cho nên nói địa luân nương thủy luân nương phong luân nương hư không không chỗ nương. Tùy không chỗ nương tựa mà hư không hay làm cho 3.000 đại thiên thế giới được an trụ. Phật tử Như Lai xuất hiện cũng lại như thế. Nương huệ quang minh vô ngại khởi bốn thứ đại trí huệ phong luân của Phật hay nhiếp trì căn lành của tất cả chúng sinh. Những gì là 10? Đó là đại trí phong luân nhiếp khắp chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ. Đại trí phong luân kiến lập chánh pháp khiến cho các chúng sinh đều sinh ái lạc. Đại trí phong luân giữ gìn căn lành của tất cả chúng sinh. Đại trí phong luân đủ tất cả phương tiện thông đạt cõi vô lậu, đó là bốn. Các vị Phật tử Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như thế. Nương huệ quang minh vô ngại sinh khởi bốn thứ đại trí huệ phong luân của Phật hay nhiếp trì căn lành của tất cả chúng sinh. Những gì là bốn thứ phong luân? Đó là thứ nhất là đại trí phong luân nhiếp trì khắp tất cả chúng sinh đều khiến cho đại hoan hỷ. Thứ hai là đại trí phong luân kiến lập tất cả chánh pháp khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh ái lạc. Thứ ba là đại trí phong luân giữ gìn căn lành của tất cả chúng sinh. Thứ tư là đại trí phong luân đủ tất cả phương tiện thông đạt cõi vô lậu. Đó là bốn thứ đại trí phong luân. Phật tử, chư Phật Thế Tôn đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, đại bi độ thoát tất cả chúng sinh, đại từ đại bi lợi ích khắp cùng, đại từ đại bi nương đại phương tiện thiện xảo, đại phương tiện thiện xảo nương Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện nương trí huệ quang minh vô ngại, trí huệ quang minh vô ngại không chỗ nương. Phật tử, đó là tướng xuất hiện thứ 9 của Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, mười phương chư Phật Thế Tôn đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, đại bi độ thoát tất cả chúng sinh, đại từ đại bi lợi ích khắp cùng tất cả chúng sinh, đại từ đại bi nương đại phương tiện thiện xảo nương Như Lai xuất hiện mà sinh ra. Như Lai xuất hiện là nương trí huệ quang minh vô ngại mà sinh ra, trí huệ quang minh vô ngại không có chỗ nương. Các vị Phật tử, đó là tướng xuất hiện thứ 9 của Như Lai ứng chánh đẳng giác, các vị Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới thành tựu rồi, thì lợi ích vô lượng đủ thứ chúng sinh, như chúng sinh sống dưới nước thì được lợi ích của nước, chúng sinh sống trên đất thì được lợi ích của đất đai, chúng sinh sống trong cung điện thì được lợi ích của cung điện, chúng sinh sống trong hư không thì được lợi ích của hư không. Như Lai xuất hiện cũng lại như thế, đủ thứ lợi ích vô lượng chúng sinh. Như người thấy Phật sinh tâm hoan hỷ thì được lợi ích hoan hỷ, người an trụ giới thanh tịnh thì được lợi ích của giới thanh tịnh, người an trụ các thiền định và vô lượng tâm thì được lợi ích của thánh nhân xuất thế đại thần thông, người an trụ pháp môn quang minh thì được lợi ích nhân quả bất hoại, người trụ vô sở hữu quang minh thì được lợi ích tất cả pháp bất hoại. Cho nên nói Như Lai xuất hiện
thì lợi ích tất cả vô lượng chúng sinh. Phật tử, đó là tướng xuất hiện thứ 10 của Như Lai ứng chánh đẳng giác, Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới thành tựu rồi, thì lợi ích vô lượng đủ thứ chúng sinh. Như chúng sinh sống dưới nước thì đều được lợi ích của nước, chúng sinh sống trên đất thì đều được lợi ích của đất đai, chúng sinh sống trong cung điện thì đều được lợi ích của cung điện, chúng sinh sống trong hư không thì đều được lợi ích của hư không. Như Lai xuất hiện cũng là như thế, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo, lợi ích vô lượng vô biên chúng sinh. Phàm là người thấy được Phật mà sinh tâm hoan hỷ thì đều được lợi ích của sự hoan hỷ, chúng sinh tu trụ giới thanh tịnh thì được lợi ích của giới thanh tịnh, chúng sinh an trụ tại các thiền định và bốn vô lượng tâm thì được lợi ích của thánh nhân xuất thế đại thần thông, chúng sinh an trụ pháp môn quang minh thì được lợi ích nhân quả bất hoại, chúng sinh trụ vô sở hữu quang minh thì được lợi ích tất cả pháp bất hoại. Vì vậy cho nên nói, Như Lai xuất hiện thì lợi ích tất cả vô lượng chúng sinh. Các vị Phật tử, đó là tướng xuất hiện ra đời thứ 10 của Như Lai ứng chánh đẳng giác, các vị Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát biết Như Lai xuất hiện liền biết vô lượng, vì biết thành tựu vô lượng hạnh liền biết rộng lớn, vì biết khắp cùng mười phương liền biết không đến đi, vì biết lìa sinh trụ diệt liền biết không làm không chỗ làm, vì biết lìa tâm ý thức liền biết không có thân, vì biết như hư không liền biết bình đẳng, vì biết tất cả chúng sinh đều vô ngã liền biết vô tận, vì biết khắp tất cả cõi không cùng tận liền biết không thối chuyển, vì biết hết thuở vị lai không đoạn tuyệt liền biết không hoại, vì biết trí Như Lai không đối đãi liền biết không hai, vì biết bình đẳng quan sát hữu vi và vô vi liền biết tất cả chúng sinh đều được lợi ích, vì nguyện xưa hồi hướng nên tự tại đầy đủ. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát biết được nhân duyên Như Lai xuất hiện liền biết vô lượng sự việc, vì biết thành tựu vô lượng hạnh liền biết cảnh giới rộng lớn, vì biết khắp cùng mười phương liền biết không chỗ đến cũng không chỗ đi, vì biết lìa sinh trụ dị diệt liền biết không làm không chỗ làm, vì biết lìa tâm ý thức liền biết không có thân, vì biết như hư không liền biết bình đẳng, vì biết tất cả chúng sinh đều vô ngã liền biết vô cùng tận, vì biết khắp tất cả cõi không cùng tận liền biết không thối chuyển, vì biết hết thuở vị lai không đại tuyệt liền biết không hoại, vì biết trí Như Lai không đối đãi liền biết pháp môn không hai, vì biết bình đẳng quan sát tất cả pháp hữu vi và vô vi liền biết tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Vì Phật thuở xưa đã phát nguyện hồi hướng chúng sinh nên tự tại đầy đủ. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Lúc đó, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại rõ lại ý nghĩa trên, bèn dùng 37 bài kệ để nói ra. Thập lực đại hùng vô thượng nhất, ví như hư không chẳng gì bằng, cảnh giới rộng lớn không thể lường, công đức bậc nhất vượt thế gian. Thập lực đại hùng Phật vô thượng nhất, ví như hư không chẳng có gì có thể bằng hư không, cảnh giới hư không rộng lớn không có bờ mé, không thể dò lường được, công đức của Phật là bậc nhất vượt qua thế gian. Tóm lại, công đức thế gian không thể nào so sánh với công đức của Phật. Thập lực chỉ có Phật mới có đủ, Bồ Tát tượng như có nhưng chẳng phải thật có, chỗ khác của các ngài bất quá là 10 thứ trí huệ mà thôi, phải đạt đến quả vị Phật mới xưng là thập lực. Thập lực tức là: một, trí lực biết xứ phi xứ; hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời; ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội; bốn, trí lực biết căn thắng liệt; năm, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết của chúng sinh; sáu, trí lực biết đủ thứ cõi; bảy, trí lực biết tất cả chỗ tái sinh; tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại; chín, trí lực biết túc mạng vô lậu; mười, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Công đức thập lực vô biên lượng, tâm ý suy lượng không đến được. Một pháp môn của Đức Thế Tôn, chúng sinh ước kiếp không biết được. Công đức của đấng thập lực Phật chẳng có bờ mé, chẳng có số lượng, dùng tâm ý để suy lượng cũng nghĩ không được rốt ráo, thật là không thể nghĩ bàn. Phật là pháp chủ của tất cả pháp môn, chúng sinh trải qua thời gian ước kiếp cũng không biết được cảnh giới của Phật. Mười phương cõi nước nghiền làm bụi, hoặc có toán số biết số bụi, lượng công đức một lông của Phật ngàn vạn ước kiếp nói không hết. Nếu đem mười phương tất cả thế giới nghiền nát ra làm bụi, hoặc còn có người có thể tính toán được số lượng hạt bụi rốt ráo có bao nhiêu, nhưng lượng công đức của một chân lông của Phật dù trải qua ngàn vạn ước kiếp thời gian cũng không thể nói hết được. Nhưng người cầm thước lường hư không, lại có người theo đếm số đó,
bởi mẹ hư không chẳng thể được, cảnh giới Như Lai cũng như vậy. Giả như có người cầm thước để đo lường hư không, có người ở phía sau truyền ghi đếm số thước đo đạc. Nhưng vì hư không chẳng có bờ mé cho nên không thể biết được số lượng, cảnh giới của Như Lai cũng giống như hư không, chẳng có ai có thể độ lường được bờ mé của Ngài. Hoặc có người trong khoảng sát na để biết tâm chúng sinh ba đời, như trải số kiếp đồng chúng sinh, không biết được một niệm tánh Phật. Hoặc có người ở trong khoảng thời gian rất ngắn, hoàn toàn biết được đủ thứ tâm của tất cả chúng sinh ba đời. Giả như trải qua số kiếp nhiều bằng số chúng sinh, thì người đó tuy biết được nhiều cảnh giới như vậy, nhưng họ không biết được tánh trong một niệm của Phật. Ví như pháp giới khắp tất cả, không thể thấy lấy làm tất cả. Cảnh giới thập lực cũng như vậy, khắp hết tất cả, chẳng tất cả. Ví như pháp giới khắp cùng tất cả, nhưng không thể thấy lấy làm tất cả. Tức cũng là không thể nói pháp giới tức là tất cả. Cảnh giới mười lực của Phật cũng như vậy, khắp cùng tất cả, nhưng nó chẳng phải tất cả. Chân như lìa vọng luôn tịch tĩnh, không sinh không diệt, khắp cùng hết. Cảnh giới chư Phật cũng như vậy, khắp trong ba đời đều vô ngại. Bản thể chân như là lìa hư vọng, thường thường tịch tĩnh, nó cũng chẳng sinh cũng chẳng diệt, như khắp cùng tất cả mọi nơi. Cảnh giới mười phương chư Phật cũng như vậy, thể tánh bình đẳng, cũng chẳng tăng cũng chẳng giảm.